Sáng ngày 18 tháng 5, Đoàn Thanh niên Phường Yên Thanh phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí và Trạm Y tế Phường tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt người dân địa phương. Trong chương trình, người dân địa phương đã được khám sàng lọc các loại bệnh như tiểu đường, tiêm mạch, xương khớp, thần kinh, tai mũi họng, đồng thời được tư vấn phòng và điều trị các loại bệnh thông thường. Sau khám, các bệnh nhân được phát thuốc miễn phí với tổng kinh phí gần 5 triệu đồng trường hợp người dân mắc cùng lúc nhiều bệnh nặng cơ thể suy nhược đã được các bác sĩ tư vấn đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trên chương trình nhằm nâng cao nhận thức tạo cho người dân thói quen khám bệnh định kỳ qua đó phát hiện kịp thời điều trị hiệu quả các loại bệnh